Tiếp tục cho xe hơi cá nhân Trung Cộng vào Quảng Ninh giữa lúc căng thẳng Biển Đông. Tin từ Hà Nội, thưa quý vị. Báo Thanh Niên đưa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đồng ý cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh gia hạn thời gian thí điểm hoạt động của xe hơi cá nhân của Trung Cộng vào lãnh thổ Việt Nam cho dù căng thẳng ở Biển Đông ngày càng gia tăng. Theo như văn bản do Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh ký, xe hơi cá nhân của Trung Cộng được phép qua cửa nhập cảnh quốc tế Móng Cái vào thành phố Hạ Long đến hết tháng 6 năm 2020. Việc thí điểm này được nhà cầm quyền Cộng sản cho phép thực hiện từ đầu năm 2018. Tuy nhiên, chiếc xe đầu tiên đến từ Trung Cộng vào lãnh thổ Việt Nam là trong tháng 6 năm ngoái và được vào sâu 180 km từ cửa nhập cảnh. Đổi lại, xe hơi du lịch cá nhân của người Việt Nam cũng được vào tới thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây với quãng đường 600 km. Báo cũng cho biết khách Trung Cộng đi xe du lịch cá nhân đến Quảng Ninh đều phải có visa. Từ đây thì họ có thể để xe ở thành phố Hạ Long rồi đi tiếp đến các địa phương khác. Trong khi đó thì căng thẳng ở ngoài Biển Đông ngày càng gia tăng khi tàu Hải Dương 8 cùng 4 tàu hải cảnh của Trung Cộng đã vào sát Phan Thiết, chỉ còn cách bờ hơn 100 km. Sự hung hăng của Trung Cộng ngày càng gia tăng ngay sau khi Hà Nội và Washington cùng lên tiếng phê phán Bắc Kinh. Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa lên tiếng về hành động của Trung Cộng vi phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông kể từ đầu tháng 7 vừa qua. Con gái lãnh đạo công ty nhà nước khoe là mỗi năm đã tiêu 20 tỷ của cha. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 8 năm 2019, cộng đồng mạng Facebook Việt Nam bỗng dưng xôn xao với những thông tin từ một Facebook mang tên Thảo Thắng đã chia sẻ trên trang nhà của mình. Theo đó, thì Thảo Thắng đã chia sẻ rằng cô rất thương bố mình vì nhiều năm nay bố cô đã thoải mái cho cô ăn và phá tài sản của ông. Trong 5 năm liên tiếp thì Thảo Thắng đã phá của cha mình mỗi năm ít nhất là 20 tỷ đồng chỉ tính riêng cho khoản tin từ và thể hiện sự hào phóng của Thảo. Bố Thảo chiều cô đến mức sẵn sàng chi cho cô hàng chục tỷ đồng để cô mở một nhà hàng khi cô nổi hứng một phút hâm giờ. Và bố cô chỉ nói một câu với con gái mình rằng lấy bao nhiêu thì lấy, mở gì thì mở vì ông ta làm cả đời vì con cháu. Thảo Thắng còn khoe rằng cô đã có hai đời chồng và cả hai là do một tay bố cô lo cho mình. Không chỉ lo cho cô mà bố cô còn lo cho ba đứa con của cô từ hộp sữa cho đến việc mừng các cô giáo của cháu. Sau nhiều lần khoe thành tích ăn chơi vì được bố chiều chuộng cho đến nay thì Thảo Thắng được cộng đồng mạng Việt Nam chú ý. Theo như trang Facebook mang tên Nhà báo điều tra thì Facebook Thảo Thắng chính là Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái của ông Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7. Công ty này là thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, một công ty của nhà nước. Công ty Sông Đà 7 đã trúng thầu nhiều dự án lớn như dự án nhà ở cấp bộ trưởng, trên bộ trưởng, nhà ở chuyên viên cao cấp, văn phòng, quốc hội và nhiều dự án khác. Ngoài ra, công ty này còn nổi tiếng vì vướng nhiều vụ bê bối như là thực hiện dự án nhà cho cấp thứ trưởng ở Hà Nội đầu tư 400 tỷ đồng rồi bỏ hoang, hay là chuyện người dân ở chung cư Viện Chiến lược và Khoa học Công an tố cáo công ty giữ sổ đỏ của họ. Tin tiếp theo, em trai của cựu ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải bị thêm cáo buộc đối mặt với bản án tử hình. Tin từ Hà Nội vào ngày 25 tháng 8 năm 2019, Báo Thanh Niên đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Cộng sản vừa khởi tố bổ sung bị can Lê Tấn Hùng, em trai của cựu bí thư Thành ủy Cộng sản tại Sài Gòn và cựu ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải về cáo buộc tham ô tài sản, một tội danh theo Điều 353 của Bộ Luật Hình sự với mức án cao nhất là chung thân hoặc tử hình. Việc khởi tố bổ sung này được thực hiện sau khi phía công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Sacri. Trước khi bị bắt, thì Hùng là Tổng Giám đốc của Sacri, một công ty thuộc sở hữu nhà nước. Cùng với Hùng là 7 bị can khác cũng bị khởi tố và 6 trong số họ bị bắt giữ. Trong đó, có nguyên kế toán trưởng Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Trần Văn Trường và kế toán trưởng Đỗ Sĩ Hoài Thanh của Công ty Cổ phần Du lịch Thanh niên Xung Phong, Giám đốc Đoàn Quang Hồi và kế toán trưởng Nguyễn Thị Nguyên của Công ty Thương mại Dịch vụ Lữ hành Hòa Bình Quốc tế. Những người này bị cho là cấu kết với Hùng và Thúy để tham ô và gây thiệt hại số tiền là 13.3 tỷ đồng khi ký khống 10 hợp đồng cho viên chức của Sacri đi du lịch, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài. Hùng bị bắt vào ngày 6 tháng 7 với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vì sai phạm quản lý
và sử dụng 46 mặt bằng nhà đất với hơn 1.900 hecta. Gia tộc Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Hoa, cựu phó chủ tịch nước, được cho là hai gia đình có quyền thế và tài sản lớn nhất ở Sài Gòn sau bao năm vơ vét. Tuy nhiên, số phận của Lê Thanh Hải cũng đang bị đặt dấu hỏi sau khi em trai của ông bị bắt. Brazil và Việt Nam cạnh tranh trên thương trường cà phê, thưa quý vị. Với việc sử dụng ngày càng nhiều cơ giới hóa và các công ty công nghệ mới khác, hai nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam đang đạt được sự tăng trưởng năng suất vượt xa các đối thủ ở những nơi như là Colombia, Trung Mỹ và Châu Phi. Các nhà phân tích cho biết sự sụt giảm giá cà phê toàn cầu trong những tháng gần đây xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua đã bắt đầu gây ra một sự rung chuyển lớn trên thị trường, trong đó chỉ những nhà sản xuất hiệu quả nhất sẽ tồn tại. Ở Colombia và Trung Mỹ, cà phê thường được trồng trên các sườn đồi, nơi việc cơ giới hóa khó khăn hơn và anh đào hái bằng tay đã làm chi phí sản xuất tương đối cao. Khu vực Châu Phi đã bị chi phối bởi các nông dân quy mô nhỏ thường không thể tăng vốn cần thiết cho các kỹ thuật mới. Brazil và Việt Nam hiện sản xuất hơn một nửa sản lượng cà phê thế giới, tăng từng chưa đầy 1/3 20 năm trước và tỷ lệ này đang gia tăng. Chỉ riêng sản xuất trong nhà sản xuất hàng đầu, Brazil đã chiếm hơn 1/3 nguồn cung toàn cầu. Việt Nam cũng thường xuyên lập kỷ lục sản xuất. Sản lượng trung bình ở Brazil đã tăng mạnh trong thập kỷ qua với số liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy mức tăng hơn 40% lên khoảng 1 tấn 5 mỗi hecta. Việt Nam cũng chứng kiến sản lượng tăng khoảng 18% lên khoảng 2 tấn 5. Hạt cà phê Arabica cung cấp một hương vị mượt mà và ngọt ngào hơn, chiếm gần 2/3 của cà phê thế giới. Hạt Robusta đắng hơn và mạnh hơn, phần lớn chiếm phần còn lại của nguồn cung cấp toàn cầu. Phần lớn trong số đó đến từ Việt Nam. Tính cho đến thời điểm này thì Brazil và Việt Nam đang đua nhau để thống trị thị trường cà phê thế giới. Trong khi đó thì những người trồng cà phê Colombia tìm đến các loại cây trồng khác để có cuộc sống tốt hơn. Thưa quý vị, sau khi được Hội đồng thành phố Westminster, Nam California cứu xét đơn vào ngày thứ Tư 14 tháng 8 và chấp thuận đứng ra tổ chức diễn hành Tết trên đại lộ Bosa Trần Hưng Đạo vào dịp Tết Canh Tý sắp tới, ban tổ chức diễn hành do ông Duy Nguyễn đứng đơn đã có phiên họp đầu tiên vào trưa thứ Năm 22 tháng 8, 2019 tại Hội trường Nhật báo Việt báo thành phố Westminster để giới thiệu thành phần ban tổ chức và trình bày sơ lược về chương trình hoạt động trong thời gian tới. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào trưa ngày thứ Năm 22 tháng 8 2019, tại Hội trường Nhật báo Việt báo thành phố Westminster, miền Nam California, ban tổ chức diễn hành Tết Canh Tý 2020 đã mở cuộc họp báo sau khi được Hội đồng thành phố Westminster xét đơn chấp thuận vào ngày 14 tháng 8 vừa qua cho phép tổ chức diễn hành Tết. Trên dịp này, chúng tôi đã nói chuyện với ông Duy Nguyễn, là người đứng đơn xin tổ chức diễn hành, về mục đích họp báo cũng như từ nguyên nhân nào ông đã xin tổ chức diễn hành và được ông cho biết. Cái họp báo hôm nay của chúng tôi là ban tổ chức muốn ra mắt với cộng đồng ở thành phố Westminster và Trung Hoa nước Mỹ là chúng tôi là sẽ là người đứng ra tổ chức cái diễn hành Tết cho 2020 năm tới. Cái lúc mà nộp đơn cho cái xin phép, cho cái giấy phép để diễn hành Tết năm tới đấy, là anh em ở trong ban tổ chức lúc nào cũng lo sợ là nếu chúng ta đưa một cái hồ sơ, một cái đơn vô để xin phép, thành phố không chấp nhận thì sao? Thì cái đó là ai cũng lo hết. Nhưng mà hơn đó là được thành phố chấp nhận và cho ký giấy phép cho ban tổ chức năm nay. Và với lại một cái thành công của diễn hành Tết là không phải cho một cá nhân nào, hội đoàn nào. Cái đó là cái đóng góp của những hội đoàn và cả những người đồng hương của chúng ta ở trong cộng đồng của chúng ta. Và năm nay chúng tôi sẽ mời những cộng đồng khác, của những sắc dân khác và những cộng đồng Việt Nam của chúng ta, những tiểu bang khác, chúng tôi sẽ mời họ về quận Cam để tham dự một cái diễn hành Tết. Nên chúng tôi mong có những tham dự của những người đó là một diễn hành Tết của chúng ta năm tới là rất là thành công và mạnh mẽ hơn. Anh có thể cho biết là hiện nay đó, ban tổ chức diễn hành Tết của anh gồm những thành phần như thế nào? Yeah. Cái buổi họp báo là chúng tôi có anh Trần Nhật Phong, anh Thuận Ngô và chú Chính Ngô. Và đó là ba người và có một anh Thết Ngô hiện giờ ảnh đang làm không có thể xuất hiện trong cái buổi họp báo năm nay. Đó là năm người trong ban tổ chức. Và ngoài đó chúng tôi có những hội đoàn khác và những cộng đồng khác sẽ giúp đỡ trong ở trong cái process để làm một cái diễn hành Tết cho cộng đồng.
Từ đây cho tới ngày diễn hành Tết thì cái điều lo lắng nhất của anh là gì? Lúc nào cũng có lo lắng rất là nhiều, nhưng mà trong cái ban tổ chức có nhiều anh em rất là giỏi và có ủng hộ và giúp đỡ của những hội đồng và của đồng hương, nên cái sự lo lắng cũng có nó bớt chút xíu, nhưng mà lúc nào cũng lo lắng. Vậy lo lắng là cũng như là cái thời gian cho anh em đi làm để có thời gian để họp để làm một cái diễn hành Tết rất là chỉnh tề cho đại diện cho cộng đồng của chúng ta. Trong đó có vấn đề tài chính không thưa anh? Tài chính thì lúc nào cũng có sự lo lắng, nhưng mà trong cái sự tham dự và cái business plan của chúng tôi sẽ đưa ra thì mong có thể là được. Nhưng mà lúc nào cũng lo lắng hết. Nếu mà nó không lo lắng là đó lúc đó là rất là tự tin đi. Nhưng chúng tôi lúc nào cũng muốn có một sự lo lắng để tiếp tục làm tốt hơn, là đẹp hơn. Buổi họp báo sau đó đã được bắt đầu sau nghi thức khai mạc với ông Duy Nguyễn, trưởng ban tổ chức, ông Phan Văn Chính, phó chủ tịch nội vụ, ông Thuận Phan, phó chủ tịch nội vụ và ông Trần Nhật Phong, tổng thư ký kiêm phát ngôn viên. Và sau khi nói mục đích buổi họp báo, ông Trần Nhật Phong đã trả lời câu hỏi có hội đoàn tham dự diễn hành có xét theo tiêu chuẩn nào không, đã được ông cho biết. Vì những cái guideline là những cái quy định của chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi không cho phép những cái biểu tượng mang tính chất khoe khoang hay chính phủ, bởi vì chúng ta không có chính phủ. Thứ hai là chúng ta đây là cái sinh hoạt văn hóa nhiều hơn và nó mang tính chất truyền thống và của dân tộc nhiều hơn là những cái thông điệp chính trị. Cho nên có nhiều tổ chức chính trị đã bị, không những là tôi được biết là anh Nguyễn Hữu Chánh hay là Đào Minh Quân, thậm chí là cái tổ chức Việt Tân cũng đã bị nêu trong danh sách, mà tôi là cái người trực tiếp nhận cuộc điện thoại. Nếu như Việt Tân xin vào diễn hành thì anh có đồng ý hay không? Thì lúc đó tôi phải đưa ra cho anh em và chúng tôi sẽ có những cái guideline. Và nếu họ muốn đi, chúng tôi vẫn đón tiếp. Nhưng họ phải đi trong cái quy tắc và do ban tổ chức chúng tôi đặt ra. Kính thưa quý khán thính giả, buổi họp báo sau đó ban tổ chức đã trả lời nhiều câu hỏi của giới báo chí cũng như người tham dự có liên quan tới diễn hành Tết, với nội dung như trong phần chúng tôi phỏng vấn ông Duy Nguyễn và trả lời câu hỏi về vấn đề tài chính, ông Trần Nhật Phong xác định. Với chúng tôi diễn hành không phải là để cho thành phố tốn tiền, mà chúng ta đem cái business lại cho thành phố, tức là chúng ta đem cái người ở trên khắp nơi trên thế giới về đây, đem tiền về, đem tài sức về và làm cho cái thành phố chúng ta tốt hơn. Thứ nhất, thứ hai, không những là chúng tôi đủ tài chính để mà đóng góp theo cái tiền của thành phố require, và nếu mà chúng tôi may mắn thì chúng tôi còn phải tặng lại một số tiền cho thành phố khi ban tổ chức chúng tôi có lợi. Phát Đại Nam tường trình từ thành phố Westminster, miền Nam California, xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.